Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Hơn một tuần qua, trend ra khơi tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan xuất hiện, quần thảo đầy trên Facebook, Zalo, TikTok, người người ra khơi online đi tìm kho báu bằng các bức ảnh chế, các clip lồng ghép, hình ảnh người dân đi thuyền, vượt biển, lặn dưới biển để tìm kho báu của bà Lan. Nhiều người cho rằng trend này có thể bắt nguồn từ sự trùng hợp của việc bà Trương Mỹ Lan bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình kèm trách nhiệm dân sự hơn 673.000 tỷ đồng với chuyện người đàn ông xin chính quyền cho khai thác kho báu 3 tấn vàng dưới sông Cà Ti, Bình Thuận. Cũng có người cho rằng nó bắt nguồn từ clip dùng hình ảnh Trương Mỹ Lan tại tòa, lồng ghép nội dung chế bà Lan trả lời hội đồng xét xử rằng đang cất giấu tiền ngoài biển. Chưa ai xác nhận trend này bắt nguồn chính xác từ đâu, song động thái mới nhất của một luật sư của bà Lan đã khiến không ít người phải giật mình. Luật sư yêu cầu cơ quan chức năng truy tìm và xử lý người tạo ra trend này. Tại phiên tòa sơ thẩm xử vụ Vạn Thịnh Phát, hội đồng xét xử không hỏi bà Lan về số tiền 673.000 tỷ đồng được cất giấu ở đâu. Đây là số tiền được chốt tại phần tuyên án. Theo đó, tòa tuyên buộc bà Lan phải bồi hoàn cho SCB dư nợ 1.243 khoản vay, tương đương hơn 673.000 tỷ đồng. Rõ ràng, bà Lan không trả lời tòa những nội dung như trong đoạn clip nói trên. Do đó, nội dung của clip ấy không đúng với diễn biến tại phiên tòa, không đúng với lời nói của hội đồng xét xử. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm luật an ninh mạng về việc thông tin bịa đặt, sai sự thật và cũng có thể bị xử phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân bằng nửa mức này, theo Nghị định 15-2020, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 14-2022. Tuy vậy, những người chơi mạng xã hội dễ dàng nhận thấy nội dung ghép chế trong clip ấy là để vui đùa chứ không nhằm xuyên tạc sự thật hay xúc phạm ai. Song, mọi chuyện có lẽ phải đợi kết luận của cơ quan chức năng mới tỏ tường. Tại phiên tòa xử vụ Vạn Thịnh Phát ngày 11 tháng 3, bà Trương Mỹ Lan từng khai về những chuyến xe bí mật chở hơn 100.000 tỷ đồng rời khỏi SCB về tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc hầm B1, tòa nhà Sherwood. Số tiền này không biết cuối cùng bà Lan làm gì, có cất giấu ngoài khơi hay không, nhưng một số kho báu khác của bà Lan đã được các cơ quan tiến hành tố tụng, xác định được địa chỉ và đã tiến hành thủ tục kê biên để đảm bảo thi hành án. Đó là căn biệt thự cổ tại số 110-112 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, giá trị mua vào là 35 triệu USD. Đó là 1.000 tỷ đồng mà tòa tuyên buộc ông Nguyễn Cao Trí trả lại cho bà Lan. Đó là 2.883 tỷ đồng nếu Quốc Cường Gia Lai trả lại để được gỡ kê biên 6 bất động sản và nhận lại sổ hồng. Đặc biệt, bà Lan cũng có hàng loạt bất động sản trải dài tại các quận 1, 3, 4, 7, Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. 76 bất động sản tại huyện Nhân Trạch, Đồng Nai do người khác đứng tên hộ. Tổng thể có 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bà Trương Mỹ Lan bị kê biên trong quá trình giải quyết vụ án. Ngoài ra, bà Lan cũng đã ủy quyền cho con gái rao bán dự án Capital Place Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội trong quá trình xét xử, giá rao bán lên đến 1 tỷ USD. Liên quan đến sự việc những ngày qua trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện trend xu hướng ra khơi tìm kho báu 673.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan. Mới đây, luật sư bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan đã có đơn đề nghị xử lý hành vi vi phạm luật an ninh mạng đối với tổ chức, cá nhân liên quan. Trong đơn, luật sư nêu rõ từ 5 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan ra xét xử sơ thẩm. Trong suốt quá trình giải quyết, tất cả các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác đều có thái độ tôn trọng, hợp tác với hội đồng xét xử, viện kiểm sát và các đơn vị nghiệp vụ. Tuy nhiên, sau phiên tòa sơ thẩm, xuất hiện đoạn clip lồng ghép xuyên tạc nội dung hội thoại giữa chủ tọa phiên tòa và bà Trương Mỹ Lan. Đoạn clip đó đến nay đã tạo cơn sốt, thậm chí là đã lan truyền, tạo trend tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội. Cũng theo đơn, dù là clip cắt ghép nhưng được thực hiện một cách công phu, bài bản, tạo dư luận xấu, làm giảm đi sự uy nghiêm của tòa án. Không những vậy, đoạn clip đã xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà Lan. Và không có việc bà Trương Mỹ Lan nói 673.000 tỷ đồng ở ngoài biển, vì đây là số tiền được hội đồng xét xử tính toán sau khi xét xử và nêu trong phần tuyên án. Liên quan đến vấn đề trên, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, hành vi tung tin sai sự thật về bà Trương Mỹ Lan cất giữ kho báu ngoài biển sẽ phải đối diện với những trách nhiệm pháp lý nào? Trao đổi với Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Trần Văn Giới, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hành vi trên trước hết đã vi phạm điều cấm của luật an ninh mạng, cụ thể vi phạm vào điểm D, khoản 1, điều 8, thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.
điểm A, B, khoản 3, khoản 5, điều 16 luật an ninh mạng, thông tin bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Về chế tài xử lý hành vi thông tin bịa đặt, sai sự thật sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 15/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 14/2022. Theo đó, phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Cạnh đó, hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Ngoài bị phạt tiền tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật. Lưu ý, mức phạt trên áp dụng đối với tổ chức vi phạm. Trường hợp cá nhân vi phạm, mức phạt sẽ bằng 1/2 mức phạt đối với tổ chức. Ở mức độ nghiêm trọng hơn với người có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội vu khống theo quy định tại Điều 156 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Khung hình phạt thấp nhất là phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm hoặc cũng có thể bị xử lý hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Khung hình phạt thấp nhất của tội này là phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trên ra khơi tìm kho báu 673.000 tỷ của bà Trương Mỹ Lan được cho là xuất hiện từ một clip trên mạng xã hội có nội dung lồng ghép, xuyên tạc hội thoại giữa chủ tọa phiên tòa và bà Trương Mỹ Lan. Đoạn clip đó đến nay đã tạo cơn sốt, thậm chí đã lan truyền, tạo trend tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội. Nội dung đoạn hội thoại xuyên tạc lồng ghép vào khẩu hình của bà Trương Mỹ Lan có nội dung: chỗ bị cáo giấu tiền có ai biết chưa? Dạ chưa ai biết, vậy bị cáo giấu ở đâu? Khai thành khẩn cho hội đồng xét xử biết để hưởng lượng khoan hồng. Dạ đang ở ngoài biển ạ. Dạ đúng rồi, 670 mấy ngàn tỷ. Sau khi tòa tuyên án sơ thẩm bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác, trên mạng xã hội Facebook, TikTok xuất hiện trend xu hướng ra khơi truy tìm kho báu 673.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan. Trend đi tìm kho báu 673.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan được cho là xuất hiện từ một nội dung trên mạng xã hội. Khi được tòa hỏi giấu 673.000 tỷ đồng ở đâu, bị cáo Trương Mỹ Lan trả lời: các ngươi muốn của cải của ta ư, ta giấu ngoài biển khơi ấy, ngươi muốn thì ra đó mà tìm. Theo ghi nhận của BLO, sau khi có trend ra khơi truy tìm kho báu 673.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan, hàng trăm tài khoản trên mạng xã hội đã đăng tải bài viết kèm với hình ảnh, video đi tìm kho báu. Luật sư Giang Hồng Thanh, luật sư bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, vừa có đơn đề nghị xử lý hành vi vi phạm luật an ninh mạng, gửi đến Cục An ninh mạng và Phòng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Bộ Công an, Cục Phát thanh Truyền hình, Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và gửi cơ quan điều tra C03, Bộ Công an. Trong đơn, luật sư Thanh nêu rõ, từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan ra xét xử sơ thẩm. Trong suốt quá trình giải quyết, tất cả các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác đều có thái độ tôn trọng, hợp tác với hội đồng xét xử, viện kiểm sát và các đơn vị nghiệp vụ. Tuy nhiên, sau phiên tòa sơ thẩm, xuất hiện đoạn clip lồng ghép xuyên tạc hội thoại giữa chủ tọa phiên tòa và bà Trương Mỹ Lan. Đoạn clip đó đến nay đã tạo cơn sốt, thậm chí đã lan truyền, tạo trend tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội. Nội dung đoạn hội thoại xuyên tạc lồng ghép vào khẩu hình của bà Trương Mỹ Lan có nội dung: chỗ bị cáo giấu tiền có ai biết chưa? Dạ, chưa ai biết. Vậy bị cáo giấu ở đâu? Khai thành thẩn cho hội đồng xét xử biết để hưởng lượng khoan hồng. Dạ đang ở ngoài biển ạ. Dạ đúng rồi, 600 mấy ngàn tỷ. Theo luật sư Thanh, dù đoạn clip cắt ghép nhưng đã được thực hiện một cách công phu, bài bản, tạo dư luận xấu, làm giảm đi sự uy nghiêm của tòa án. Không những vậy, đoạn clip đã xúc phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của bà Lan. Và không có việc bà Trương Mỹ Lan nói 673.000 tỷ đồng ở ngoài biển, vì đây là số tiền được hội đồng xét xử tính toán sau khi xét xử và nêu trong phần tuyên án. Hành vi của người tạo dựng clip đã vi phạm các hành vi bị cấm, nghiêm cấm về an ninh mạng theo điểm D khoản 1, điều 8 và điểm AB khoản 3, khoản 5, điều 16 luật an ninh mạng,
để ngăn ngừa những tác động xấu cho người dân và xã hội. Luật sư Thanh đề nghị các cơ quan xác minh, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm người thực hiện hành vi để răn đe và phòng ngừa chung. Luật sư cũng mong muốn Cục Phát thanh truyền hình, thông tin điện tử yêu cầu các cá nhân đã đăng tải clip và các tổ chức quản lý gỡ bỏ clip này ra khỏi tài khoản và các nền tảng mạng xã hội, website. Xét xử sơ thẩm và tuyên án vào ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình. Hình phạt tổng hợp của ba tội là vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tham mô tài sản và đưa hối lộ. 85 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến tù chung thân. Về phần dân sự, hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, tương đương 673.849 tỷ đồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.